Thạc sĩ Đinh Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Khi giao đấu thực tế, bạn nào bỏ nhiều thời gian nghiên cứu về sát pháp thì bạn đó lúc giao chiến sẽ có nhiều lợi thế và có nhiều cơ hội làm bạn hơn. Mặc dù chỉ có vài nước nhưng đều có ý rất sâu sắc, sát pháp cực kỳ cầu thông.